Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn sử dụng Fplus Profile để đăng bài lên nhiều tường page hoặc là lấy bài từ page profile khác về đăng. Thì các bạn sẽ mở phần mềm Fplus lên và vào mục Fplus Profile ở đây. Vào mục Postwall Profile và Page. Tại đây các bạn có thể đăng bài lên nhiều profile hay là page các bạn quản lý hoặc là lấy bài từ cái page profile khác về đăng. Trước tiên thì các bạn sẽ đăng nhập vào phần này. Các bạn có thể đăng nhập bằng token hoặc cookie bằng cách nhập vào đây và thêm list token, hoặc là các bạn có thể đăng nhập bằng username và password ở phần này. Ví dụ sau đây thì mình sẽ đăng nhập bằng username và password. Sau đó chọn thêm hoặc là thêm 2 ở đây. Mình đã vừa thêm được một nick thì nó sẽ hiện ra cái tên nick của bạn và cái page mà cái nick của bạn đang quản lý. Các bạn muốn thêm các nick khác thì các bạn sẽ nhập thêm vào đây. Thì sẽ thêm được các cái nick. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng bài lên tất cả các cái tường page. Thì các bạn sẽ soạn cái nội dung bài viết ở phần này. Bạn có thể sử dụng dạng spin để random giữa các cái nội dung. Nếu như mà bạn đăng kèm link bài viết thì các bạn sẽ tích vào phần này và gắn link bài viết ở đây. Còn bạn đăng ảnh và status thì các bạn sẽ chọn mục này. Ví dụ như là bạn muốn đăng nội dung thì các bạn sẽ tích vào đăng status. Chọn bắt đầu thì nó sẽ đăng lần lượt các cái nick của bạn ở đây. Bạn cũng có thể thêm nhiều bài viết. Để đăng lần lượt các bài viết thì các bạn sẽ tích vào phần thêm vào danh sách chờ đăng. Thì bài viết của bạn sẽ hiện ở đây. Mình có thể thêm nhiều cái nội dung vào đây để đăng. Ví dụ như là mình đăng ảnh thì mình sẽ tích vào phần đăng ảnh. Và chọn ảnh ở đây. Thêm vào danh sách chờ đăng. Ở đây thì các bạn muốn đăng trên tài khoản nào thì sẽ tích chọn tài khoản đó. Đăng lên page thì sẽ tích chọn page. Sau đó chọn bắt đầu để đăng. Thì mỗi một nội dung nó sẽ đăng lần lượt lên các cái nick bạn tích ở đây. Sau đó sẽ chuyển qua cái nội dung tiếp theo để đăng. Thời gian đăng nên để delay từ 200 giây đến 300 giây là cái thời gian mà chuyển tiếp giữa hai cái nội dung đăng. Còn thời gian giữa hai cái account hay là page thì là thời gian mình để từ tầm 5 đến 10 giây ở đây. Khi mà nội dung nào được đăng xong thì nó sẽ tự động được xóa đi khỏi cái danh sách bài chờ đăng này. Ở đây thì đã đăng xong hai cái nội dung. Mình có thể kiểm tra ở trên cái lịch sử nhật ký hoạt động. Ở đây thì đã đăng được hai bài viết, đăng status và đây là đăng ảnh. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự động lấy bài từ page profile khác về đăng. Thì các bạn sẽ nhập cái ID của page mình muốn lấy ở đây hoặc là cái UID của người mình muốn lấy ở phần này. Ví dụ như là mình có một cái page này, mình muốn lấy bài trên page về đăng thì trước tiên mình sẽ tìm ra ID của page. Mình sẽ copy đường link của page. Sau đó qua file myfacebookid.com để tìm ra ID.
Đây là cái ID của page. Mình sẽ copy vào gắn vào mục này. Ở đây thì các bạn có thể lấy được link, photo, video hay là status. Các bạn tích vào chọn. Quét bài mới sau thời gian bao nhiêu, các bạn có thể chọn ở phần này. Chọn cái số bài mới nhất mình muốn lấy. Và chọn ngày bắt đầu lấy bài. Nếu bạn muốn hiển thị nội dung dưới dạng chia sẻ bài quét được thì các bạn tích vào đây. Sau đó thì các bạn chọn bắt đầu quét để quét bài trên page đó. Thì nó sẽ hiển thị số bài mình quét được ở trên này và sẽ đăng lần lượt từng bài một vào những cái nick mà mình tích ở đây. Các bạn có thể kiểm tra ở trên cái lịch sử đăng. Đây là bài vừa đăng được.